bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát tu xả pháp môn giải thoát không cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa phật dạy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu nghĩ có pháp môn giải thoát không có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa nếu nghĩ có pháp môn giải thoát vô vô tướng vô nguyện có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát nhã Ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu Bát nhã Ba la mật đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu xả pháp môn giải thoát không, cũng xả sự tu này là tu Bát nhã Ba la mật đa. Tu xả pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng xả sự tu này là tu Bát nhã Ba la mật đa. Bạch Thế Tôn thế nào là đại Bồ Tát tu xả tám giải thoát, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu nghĩ có tám giải thoát, có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa, nếu nghĩ có tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa, vì sao này thiện hiện? vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa vì vậy này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả tám giải thoát cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát tu xả tam ma địa có tầm có từ cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả Tam ma địa không tầm chỉ có từ, tam ma địa không tầm không từ, cũng xả sự tu này là tu Bát nhã Ba la mật đa. Phật dạy, này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa sâu xa, nếu nghĩ có tam ma địa có tầm có từ, có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát nhã Ba la mật đa. Nếu nghĩ có tam ma địa không tầm chỉ có từ, tam ma địa không tầm không từ, có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Vì sao này thiện hiện? Vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa. Vì vậy này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả tam ma địa có tầm có từ, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Tu xả tam ma địa không tầm chỉ có từ, tam ma địa không tầm không từ, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa.